kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, trong cả ngày từ 24 đến 26 tháng 12 tại tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ban biên giới cắm mốc hai tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet đã tổ chức hội đàm thường niên công tác biên giới cắm mốc hai tỉnh trong năm 2015. Tham dự về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo biên giới và cắm mốc tỉnh. Về phía tỉnh Savannakhet có đồng chí Khăm Phởi Phan Thà Chon, Phó tỉnh trưởng, Trưởng ban chỉ đạo biên giới và cắm mốc tỉnh Savannakhet. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Hai bên cũng vui mừng thông báo về tình hình hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh trong thời gian qua được duy trì và phát triển tốt đẹp. Các cuộc gặp gỡ thường niên giữa các đoàn cấp cao hai tỉnh, lực lượng chức năng, các ban ngành, các tổ chức đoàn thể giữa hai bên biên giới luôn được duy trì thường xuyên. Qua đó, nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm, giúp nhau phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền đường biên giới cột mốc. Hoạt động thương mại dịch vụ du lịch ngày càng phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Đặc biệt là sau lễ khai trương chính thức mô hình kiểm tra một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đen Sa Văn, đã khẳng định sự quyết tâm của hai nước và hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet trong việc tăng cường hợp tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác phát triển trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Công tác quản lý bảo vệ đường biên đã được quan tâm. Tính đến nay, trên toàn tuyến biên giới giữa hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet đã hoàn thành việc xây dựng 31 vị trí mốc giới trên tổng số 35 cột mốc. Các đồn biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương hai bên biên giới thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc. Từ đó đã nâng cao nhận thức nhân dân hai bên biên giới, cùng nhau tích cực tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị và ngày càng phát triển. Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng đã ký kết biên bản thống nhất những nội dung hợp tác năm 2016 trên tinh thần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới của hai tỉnh, góp phần bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới. Tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan đơn vị giữa hai tỉnh nhằm phát hiện, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm biên giới. Tiếp tục duy trì mô hình kết nghĩa bản, thống nhất chỉ đạo lực lượng chức năng để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để vận hành có hiệu quả mô hình một cửa một lần dừng tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đen Sa Văn, cũng như tạo điều kiện cho việc thi công nâng cấp cầu xả ợt trên quốc lộ 9 kịp tiến độ đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm Tổng lãnh sứ quán Việt Nam và Hội Việt Kiều tại tỉnh Savannakhet. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định về việc ban hành quy định hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ. Theo đó, đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân từ huyện đến sinh sống lâu dài tại huyện đảo Cồn Cỏ. Trong đó ưu tiên các hộ gia đình là thanh niên hoặc thanh niên làm ngư nghiệp và dịch vụ hậu cần nghề biển, có khả năng trong phát triển chăn nuôi thủy hải sản, có tuổi đời không quá 35 tuổi, có sức khỏe tốt, nhân thân tốt và có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị. Về cơ chế chính sách, sẽ được giao đất sản xuất với hạn mức theo quy hoạch của huyện đảo trên thực tế đất hiện có để đảm bảo sinh hoạt và làm ngư nghiệp. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư được thực hiện theo quy định hiện hành. Cả cơ chế chính sách hỗ trợ trực tiếp cho gia đình như nhà ở, nước sinh hoạt. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao huyện đảo Cồn Cỏ làm chủ đầu tư thực hiện các dự án. Nhà nước sẽ thuê phương tiện để di dân tập trung, hỗ trợ người dân sinh sống trong thời gian đầu với mức hỗ trợ bằng 12 tháng lương thực tính từ ngày ra đảo cùng với các chính sách hỗ trợ thiết thực khác. Giao các sở, các huyện, thị xã, thành phố vận động thẩm định đối tượng hộ gia đình cá nhân có nguyện vọng ra sinh sống lâu dài trên đảo, lập kế hoạch bố trí khu dân cư, tổ chức sản xuất, hướng dẫn triển khai cấp thẻ y tế, vay vốn tín dụng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần điều chỉnh bổ sung quy định thì các tổ chức cá nhân phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung kịp thời. Mới đây, tập đoàn Vingroup công ty cổ phần có văn bản gửi tỉnh Quảng Trị về việc giới thiệu địa điểm để nghiên cứu thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại vui chơi giải trí tại thành phố Đông Hà. Về vấn đề này, hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Chính đã ký văn bản với nội dung hoan nghênh, ủng hộ và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn Vingroup công ty cổ phần nghiên cứu đầu tư xây dựng trung tâm thương mại vui chơi giải trí tại thành phố Đông Hà.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần, cử cán bộ vào tỉnh Quảng Trị để khảo sát và đề xuất địa điểm đầu tư cụ thể nhằm rút ngắn thời gian lựa chọn địa điểm và bảo đảm lựa chọn địa điểm đầu tư khả thi, hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện miền núi Hướng Hóa, trong những năm qua, cùng với những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong công tác giúp nhân dân địa phương từng bước xóa đói giảm nghèo, không thể không nói đến những đóng góp tích cực của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Nét nổi bật trong công tác xóa đói giảm nghèo của đơn vị là đã tác động đến ý thức, trách nhiệm, làm thay đổi nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và nhất là các hộ gia đình. Qua đó khắc phục tư tưởng trông chờ vào nhà nước, từng bước phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với cây dông riềng của gia đình bà Hồ Thị Xuân được trồng trên diện tích đất của công ty xây dựng thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Những năm về trước, gia đình bà Xuân là một trong những hộ thuộc diện khó khăn của địa phương, bởi cả gia đình chỉ biết trông chờ vào mảnh vườn nhỏ ngay sau nhà. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà Xuân, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tạo điều kiện cho gia đình bà mượn đất canh tác và hỗ trợ giống cây trồng, từng bước giúp gia đình bà thoát khỏi đói nghèo. Trước kia gia đình tôi nghèo lắm, giờ được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 hỗ trợ đất sản xuất, lại cho thêm giống cây trồng nên cuộc sống bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều. Những năm qua, cùng với các chương trình 134, 135, các dự án của địa phương và các dự án khác, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã đầu tư hàng chục tỷ đồng từ nguồn ngân sách Bộ Quốc phòng để tập trung giúp nhân dân trong vùng dự án phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Các dự án trường mầm non, đường giao thông, công trình thủy lợi từng bước được xây dựng và đưa vào sử dụng, phục vụ đời sống nhân dân. Các cơ quan đơn vị trong đoàn cũng đã nhận đỡ đầu các xã, thôn và các hộ nghèo, qua đó gắn trách nhiệm và có biện pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Thời gian qua, đơn vị đã giúp cho gần 70 hộ gia đình là đồng bào dân tộc Vân Kiều thoát nghèo vươn lên. Từ là một cái xã là khó khăn, nhiều vấn đề. Từ cái điện, đường, trường trạm cho đến là phát triển kinh tế xã hội. Đến nay được sự hỗ trợ của đoàn. Đấy, thì là bà con mình cũng là vươn lên, đấy, làm ăn khá giả. Cán bộ chúng tôi với bên trong là vừa là cầm tay chỉ việc, nói và hướng dẫn cho nhân dân và làm theo. Cho đó là cái nhân dân trên địa bàn luôn luôn là đặt cái niềm tin vào cái cán bộ chiến sĩ là của đoàn 337 nói riêng và cái bộ đội hình ảnh đến bộ đội cụ Hồ nói chung. Từ rất lâu rồi, ở huyện miền núi Hướng Hóa, hình ảnh của những cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã cùng với đồng bào và nhân dân tham gia phát triển sản xuất đã trở nên quen thuộc. Và chính những đóng góp không ngừng nghỉ của những người lính của hồ nơi đây đã từng bước góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, củng cố trận địa lòng dân ngày càng vững chắc. Nhiều năm qua, trên địa bàn phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà đã triển khai mô hình trồng rau an toàn tập trung. Mặc dù mô hình sản xuất này có ý nghĩa lớn đối với cuộc sống và mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng những người nông dân nơi đây vẫn phải loay hoay nhằm tìm kiếm một thị trường tiêu thụ vững chắc, bảo vệ thương hiệu cho loại hình nông sản này. Tại chợ trung tâm thành phố Đông Hà, những sạp rau lớn như thế này chủ yếu bày bán các loại rau củ được nhập về từ Hà Nội, Đà Lạt. Những sạp hàng bán lẻ nhỏ hơn thì nguồn hàng lại khó xác định. Có số được nhập lại từ các lái buôn, số khác từ các hộ trồng rau nhỏ lẻ trên địa bàn và một số ít được mua về từ làng trồng rau an toàn Đông Thanh. Với sự đa dạng về nguồn gốc, chủng loại, việc lựa chọn được sản phẩm rau củ thực sự an toàn là điều không dễ dàng với người tiêu dùng. Cách chợ trung tâm thành phố Đông Hà không xa, tại phường Đông Thanh từ nhiều năm nay, bà con nông dân trên những cánh đồng rau trồng lớn đã sản xuất được hàng tấn rau an toàn. 19 hectare đất được quy hoạch này mỗi năm sẽ cho sản xuất 6 đến 8 vụ rau và có thể đáp ứng được 100% nhu cầu sử dụng rau sạch của người dân. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, người nông dân Đông Thanh vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Trong quá trình bà con sản xuất thì bà con cũng được tập huấn và tham gia cả cái mô hình trồng rau an toàn Việt Gáp. Nhưng mà lại là cái như vấn đề tiêu thụ thì
thì bà con cũng gặp rất nhiều khó khăn vì chủ yếu là phụ thuộc vào cái tư thương. Vì bây giờ hợp tác xã cũng không đủ điều kiện để báo tiêu sản phẩm cho bà con. Bởi vì hợp tác xã cũng chưa có cái năng lực để làm được cái đó, nhưng mà cả cái doanh nghiệp thì cũng chưa được nhảy vào. Ở đây không đòi hỏi không phải là giá gấp đôi gấp ba gì, không phải là giá cả hơn nhiều, nhưng mà tiêu thụ được với cái giá chênh lệch nó kỳ vật tư người ta bỏ ra đúng theo cái việc mà ta làm, thì điều đó là vì khuyến khích các bà con sản xuất. Từ năm 2007, thành phố Đông Hà đã chủ động quy hoạch và triển khai tạo dựng cơ sở hạ tầng cho các hộ trồng rau ở phường Đông Thanh. Dù rằng những chính sách và hỗ trợ kịp thời đã giúp bà con phát triển kinh tế ổn định hơn, nhưng những cánh đồng rau xanh này liệu có thể duy trì được lâu khi vấn đề đầu ra còn làm gian nan? Một khi nguy cơ mất an toàn thực phẩm là có thật, thì việc lựa chọn rau an toàn có thương hiệu là cách tốt nhất mà người tiêu dùng hướng đến. Điều này cũng đồng nghĩa là tạo cơ hội cho người nông dân sản xuất rau an toàn. Hôm nay ngày 26 tháng 12 là ngày dân số Việt Nam. Chủ đề của ngày dân số năm nay là cộng đồng chung tay chăm sóc người cao tuổi. Thực hiện chủ đề này, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả cộng đồng với công tác chăm sóc và phụng dưỡng người cao tuổi. Phóng sự sau giới thiệu vài nét về câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi đang được triển khai và nhân rộng tại các địa phương. Hàng tháng, các nhóm của câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi khu phố Đại Áng, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà lại tổ chức sinh hoạt theo từng chủ đề riêng. Tại đây, các thành viên câu lạc bộ được tìm hiểu về kiến thức dân số, chia sẻ kinh nghiệm chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cùng nhờ đó mà chất lượng đời sống của người cao tuổi cũng như đời sống cộng đồng khu phố Đại Áng có sự thay đổi đáng kể. Cứ một lần sinh hoạt thì các cụ về là họ có rút ra được cái bài học kinh nghiệm trong cái vấn đề là chế độ dinh dưỡng, chế độ là sức khỏe thăm khám các cái bệnh mà các cụ già thường hay mắc phải, rồi là được cấp trên là nhất là chuyên khoa là người ta hướng dẫn, ta cho mình là có như thậm chí là có nhiều lúc là thuốc men được là có như trung tâm y tế, rồi là được là trạm y tế là phường Đông Lương là quan tâm là rất nhiều. Sau 3 năm triển khai đề án tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, toàn tỉnh Quảng Trị đã thành lập được 24 câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi, thu hút hơn 1.400 hội viên tham gia. Các thành viên câu lạc bộ được tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí. Người cao tuổi còn được khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, được hỗ trợ kinh phí mua thuốc điều trị các bệnh thông thường. Thông qua các câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi thì chúng ta đã giải quyết một số cái vấn đề là chăm sóc người cao tuổi thì không những là chỉ chăm sóc về sức khỏe, còn phải đảm bảo cả chăm sóc cả về tinh thần để cho người cao tuổi có được cái môi trường sinh hoạt thuận lợi, thoải mái. Trước thách thức già hóa dân số như hiện nay thì việc thành lập cả câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi là một trong những giải pháp quan trọng chăm sóc người cao tuổi về thể chất và tinh thần. Qua đó phát huy được vai trò của họ, vận động con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đối với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển. Được sự tài trợ của Hội Nạn Nhân Chất Độc Dioxin tại Pháp, sáng nay Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Quảng Trị đã trao học bổng cho học sinh nhiễm dioxin trên địa bàn. Đây là hoạt động được Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh tổ chức thường niên và liên tục 10 năm trở lại đây thông qua sự tài trợ của Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam Dioxin tại Pháp. Lần này, Quỹ đã tổ chức trao 39 suất quà cho đối tượng là học sinh nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà có trị giá 3.250.000 đồng. Đây là món quà rất có ý nghĩa nhằm động viên giúp đỡ và tiếp sức cho các em có thêm nghị lực tiếp tục đến trường, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Được biết, trong thời gian qua, Hội Nạn Nhân Chất Độc Dioxin tại Pháp đã hỗ trợ trao học bổng cho học sinh nhiễm dioxin trên địa bàn Quảng Trị với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản Thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.